Tập 5. Chuyện gì Hoàng Thang đã giải quyết ổn thỏa chưa? Thiết bị máy móc đang được lắp đặt. Lắp đặt xong sẽ chạy thử. Tốt. Hôm nay cha bàn với anh vì chuyện hôn sự của em. Hoàng đế còn chưa dội, thái giám lại dội thay. Em nói cái gì vậy? Ngay từ đầu em đã không có ý định này rồi. Sao mọi người cứ phải ép em kết hôn vậy? Ép em kết hôn là hy vọng em sửa đổi tính nết. Em làm sao chứ? Chứ cuộc em làm sằng làm bậy ở đâu? Làm sằng làm bậy thì không có. Cả nhà hy vọng em có thể biết thân biết phận một chút, tranh giành cổ phiếu với người Nhật. Nhìn có vẻ là chúng ta thắng, nhưng đắc tội người Nhật không phải là kế hoạch toàn diện đâu. Bọn người Nhật muốn chúng ta tự tay dâng Hoàng Thang cho họ, không có cửa đâu. Muốn chiếm đoạt Hoàng Thang của chúng ta được thôi, nhưng phải trả bằng máu. Em xem em đi, vài câu đã hùng hùng hổ hổ lên rồi, có giống người đàn ông trưởng thành không? Anh à, tính cách chúng ta khác nhau, cách xử lý mọi việc cũng khác nhau. Tóm lại em thấy em đúng. Con người sống trên đời mà chẳng phải thoải mái sao? Ước hiếp người khác lại còn trơ mặt ra cười, vậy chẳng phải làm ăn sẽ như vậy sao? Tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi với chúng ta. Một khi người Nhật nổi dậy cuộc chiến tranh một lần nữa, ngay cả khi em có nở nụ cười thì cũng sẽ bị tàn sát bởi nhiệm kỳ. Sợ gì chứ? Bọn giặc mà đến, em sẽ đối với chúng bằng chiến thật súng thật. Nếu thực sự có thể đánh bại người Nhật thì đã không đến nỗi để mất ba tỉnh Đông Bắc. Không đánh lại cũng phải đánh. Đây gọi là thua vì người chứ không thua vì trận. Nếu anh Khu Trô Tô Ri thấy kế hoạch này khả nghi, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh hết mình. Ông Sakazu, kế hoạch này rất tốt. Có điều, người đứng đầu Phủ Văn Hà, Hà Tử Dương có sức ảnh hưởng ở Bắc Bình, e là khó mà làm được. Tôi muốn thêm một bước vào trong kế hoạch này. Cho dù Hà Phủ có ba đầu sáu tay thì chết cũng không có nghi ngờ gì. Vì anh Khu Trôi Tô Ri có thể tiết lộ cho tôi được không? Tôi được biết trong tiệm ông Sakayu vẫn luôn cất giữ một vũ khí bí mật vô cùng to lớn. Nếu ông có thể cho tôi mượn dùng một chút, tôi ắt sẽ để chính phủ Trung Quốc mất thiện cảm với Hà Phủ. Đó là điện đài cơ mật của chúng tôi. Tất nhiên tôi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ông Sakayu, trong tiệm của ông, đó là điện đài của chúng tôi. Nếu chuyển đến Quảng Thang, tôi sẽ biến nó thành đài phát thanh ngầm của Đảng Cộng sản. Trong lòng ông biết rõ, Tổng thống Tưởng căm ghét nhất mà thật ra không hẳn là người Việt chúng ta, mà là Trung Quốc Cộng sản. Không tiếc trăm ngàn binh lực, chỉ muốn một lòng quỷ diệt. Chỉ cần có thể lôi Hà Phủ vào trong đó là đã đủ để động vào dây thần kinh nhạy cảm của chính phủ Trung Quốc. Quảng Thang nhất định phải niêm phong vĩnh viễn. Đó là một lão điên, 10 năm trước nghiện thuốc lá nặng, đã đem toàn bộ tiền trong nhà đốt sạch. Giờ là người làm thuê của tôi, đang thi hành kiểu trừng phạt của Trung Hoa Dân Quốc với anh ta. Trừng phạt kiểu Trung Hoa Dân Quốc, giả mạo Đảng Cộng sản, chỉ là giả mạo tạm thời thôi. Sau đó chúng tôi sẽ ra mặt bảo vệ ông, không lâu nữa là ông có thể ra ngoài. Tôi có lợi gì chứ? Ông đã hết nợ ở cửa tiệm này. Hơn nữa sau này ông đến hay hút thuốc đều ghi trên khoản nợ của tôi. Thế này còn tạm được. Nhưng mà cậu nói phải giữ lấy lời. Tất nhiên rồi. Ông là ai? Tên lừa đảo. Ông cũng phải trả lời tôi. Giả mạo người của Đảng Cộng sản. Đừng đừng đừng. Anh giả mạo Đảng Cộng sản, vậy chẳng phải tôi đi tìm cái chết sao? Tôi không trả lời được, không trả lời được. Anh nghe kế hoạch của chúng tôi một hồi lâu rồi. Nếu anh tiết lộ ra ngoài, chẳng phải công sức của chúng tôi đều phí công vô ích sao? Anh lo chuyện này sao? Anh yên tâm, con người tôi rất kín đáo. Tôi đảm bảo không nói một chữ nào. Vậy mọi người nói tiếp đi, tôi đi đây. Tôi chỉ tin người chết mới có thể giữ bí mật thôi. Trung đoàn trưởng, anh tìm tôi. Thói quen khó sửa, thất vọng đi. Sao vậy ạ? À?
khen thưởng của cậu không còn rồi. Dù gì tôi cũng không có ý muốn khen thưởng gì cả. Trung đoàn trưởng không cần phải để lòng đâu. Gia Lương, cậu từ Bắc Phạt đi theo tôi đã tròn 7 năm rồi. Làm việc cũng trung thành tận tụy mà không cầu bất cứ báo đáp nào. Ai chẳng biết cậu là người chân thực. Tôi đang nói chuyện. Những người cấp trên đó đang tức giận bọn họ. Biết không, bọn họ muốn thao túng đội đặc phái của các cậu mãi mãi. Không những không thừa nhận thành tích của các cậu, thậm chí còn phủ nhận đến sự tồn tại của các cậu. Một lũ khốn kiếp. Tại sao? Sợ kích động đám người Nhật đó. Bọn họ sợ người Nhật gì? Sợ họ lại gây rắc rối, phá hoại thành quả vừa mới đàm phán. Vì những anh em đó của tôi hy sinh vô ích sao? Không được, tôi đi tìm quân đội nói cho ra lẽ. Tôi phải đi tìm cho anh em một danh phận. Đứng lại, cậu bình tĩnh lại đi. Tất cả những người đã hy sinh đều được coi là mất tích. Do trung đoàn trưởng đã cấp tiến bồi thường cho người nhà. Trung đoàn trưởng, tôi thừa nhận tiền rất quan trọng, nhưng đối với một quân dân mà nói, danh phận còn quan trọng hơn. Những người anh em đó của tôi không thể hy sinh vô ích được. Tôi biết, tôi biết. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên. Ê là tạm thời cũng phải rời khỏi trung đoàn khoảng một thời gian rồi. Đến ngoại thành làm một thanh tra đi. Nhật Bản rút quân theo quy định, chúng tôi cũng không thể đóng quân, chỉ có thể làm chút nhiệm vụ tuần tra an ninh thường ngày thôi. Đây là ý của tôi. Gia Lương, nước ở phía trên rất sâu, tôi sẽ có người làm chuyện mờ ám sau lưng. Cậu ở lại trung đoàn rất bất lợi. Còn nữa, sau này coi như chưa từng có đội đặc phái là được rồi. Đứng lại. Làm gì vậy? Chúng tôi đi theo ông mấy ngày rồi. Ban nãy ông bán cho người đàn ông kia thứ gì? Có bán gì đâu. Người đó đã bị chúng tôi bắt được rồi. Theo trả lời của anh ta, ông bán cho anh ta thuốc phiện. Không phải đâu. Bước đối lời vô ích lại đi. Đi theo tôi. Đi. Sao vậy? Sao vậy? Đây chính là Hà Phủ. Các người làm gì vậy? Làm gì vậy? Các người làm gì đây? Hà Đông Minh ở đâu? Bảo ta ra đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hà Dĩ Gia, có người báo cáo các người lợi dụng quặng than làm cờ hiệu, bí mật bán thuốc phiện. Chúng tôi có lệnh tới đây bắt người. Có người bảo anh tới là anh tới. Anh không có não sao? Đây là Hà Phủ. Nhà họ Hà chúng tôi làm chuyện như vậy sao? Có người tên là Dinh Đại Phúc, là quản gia phủ các người đúng không? Bán thuốc phiện trên đường đã bị chúng tôi bắt đến đồn cảnh sát rồi. Theo như ông ta trả lời, hiện giờ quặng than vẫn còn cất giữ số lượng lớn thuốc phiện. Người của chúng tôi đã đến quặng than rồi. Các vị công sai, chắc chắn mọi người nhầm rồi. Quặng than này không chỉ là của riêng chúng tôi, người Nhật Bản cũng có cổ phần. Tiểu sứ, chuẩn bị xe, đi đâu vậy? Đến hầm mỏ xem sao. Hiện giờ anh không được đi đâu hết. Tôi cho anh thêm can đảm. Anh dám bóp cò không? Cút!
Các vị không sai, vào uống trà đi. Mệt mỏi nhỉ, nào vào trong đã, chúng ta uống trà. Làm gì vậy? Dừng lại hết cho tôi. Ai cho các anh có quyền làm lộn xộn phòng làm việc của tôi? Làm phiền rồi Hà Di Gia. Chúng tôi có lệnh khám xét. Số thuốc phiện này là anh tự cất giữ đúng không? Chính phủ ta đã nhắc nhở nhiều lần là nghiêm cấm cất giữ thuốc phiện. Đây là anh đã phạm tội rồi. Tôi là người như thế nào? Các anh còn không biết sao? Tội phạm tội làm việc như này sao? Đây rõ ràng là có người vu cáo hãm hại. Nhìn đại phúc đâu? Bị nhốt trong đồn chúng tôi rồi. Cái gì ông ta cũng trả lời hết rồi. Nói số thuốc phiện đó đều là từ chỗ anh. Nếu ông ta không nhận tội, sao chúng tôi có thể tìm tới chỗ anh được? Khủng khiếp. Anh nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhìn lên, anh nhẹ thôi. Lãnh đạo, chúng tôi bắt được một phần tử ngầm của Cộng sản Đảng. Cộng sản Đảng, đằng sau còn có trạm phát thanh. Đi xem có chuyện gì. Dị gia, cứu tôi mau. Ông lại, quên rồi sao? Là ông. Tôi, Hứa Lão Khảm. Dị gia, xin lỗi anh. Các anh em chỉ bị lộ hết rồi. Lộ gì chứ? Anh quên rồi sao? Chẳng phải anh bảo các anh em gửi tình báo cho Cộng sản Đảng sao? Chẳng phải anh bảo các anh em ổn định điện đài ở chỗ anh sao? Đồ khốn kiếp. Tao cho mày nối linh tinh này. Làm cái gì vậy? Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Đây đều là mưu kế của lũ khốn. Bán chút thuốc phiện là chuyện nhỏ, câu kết với Cộng sản Đảng là phạm trọng tội đấy. Lần này anh có nói gì cũng phải đến đồn cùng chúng tôi thôi. Bắt anh bị mù sao? Đây chính là vu cáo hãm hại của bọn người Nhật. Anh không giúp người Trung Quốc, anh còn giúp người Nhật Bản. Anh đang phân biệt đối xử đấy. Có gì thì cứ cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát giải thích đi. Không phải, anh nhẹ chút. Đại thiếu gia, sao vậy? Tạm thời vị thiếu gia bị đồn cảnh sát bắt giữ rồi. Đó là buôn bán ma túy, cho nên quặng than của chúng ta cũng bị khám xét rồi. Phải làm sao đi? Đại thiếu gia, anh đừng nóng vội. Tôi thấy hay là báo cho lão gia chuyện bắt người đi. Dựa vào danh tiếng của lão gia ở thành Bắc Bình, tôi nghĩ đồn cảnh sát đó cũng không dám làm vị thiếu gia bị thương đâu. Đúng, tôi phải mau chóng đi bằng bạc với cha. Cậu như này, mau đi lấy 2.000 đồng đại dương, mang đến đồn cảnh sát cầu xin bộ họ. Tuyệt đối không được dùng hình với em trai. U gia, đối với vị thiếu gia các người, chúng tôi chuẩn bị đi đi. Anh vẫn chưa biết sao? Sao vậy? Vị thiếu gia nhà tôi bị mời đến đồn cảnh sát rồi. Có người du khống anh ấy buôn bán ma túy, câu kết với Cộng sản Đảng. Cái gì? Vị thiếu gia cũng buôn bán ma túy? Không phải, anh ấy bị người khác vu cáo hãm hại. Tôi thấy 8 phần là do bọn người Nhật làm. Bọn giặc. Không phải, chuyện này tôi cũng không nói rõ trong chốc lát được đâu. Tôi nghĩ các vị hay là ở lại thêm vài ngày đi. Anh xem, tôi cũng phải mau chóng chuẩn bị tiền đến đồn cảnh sát một chuyến. Đợi vị thiếu gia về, mọi người đi cũng không muộn. Không cần đâu. Để anh ta ra thì cậu thông báo cho anh ta một tiếng. Cảm ơn đã tiếp đại chúng tôi mấy ngày. Tạm biệt. Uông gia đi thông thả. Hai ngày đây, chúng ta đều ra ngoài chơi. Nhà họ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Quảng thang nhà họ có cổ phần của người Nhật. Vị thiếu gia kéo những cục sắt đó lại chính là không để bọn giặc độc chiếm quảng thang. Cậu nghĩ xem, bọn giặc là người như thế nào? Có thể bỏ qua anh ta dễ dàng thế sao? Vì chúng ta cứ đi thế này, không giúp đỡ vị thiếu gia sao? Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết. Chúng ta còn có việc lớn phải làm. Bắt lại. Vậy
Nhìn tôi này, lũ người Nhật rốt cuộc đã cho anh lợi lộc gì để anh đến hãm hại tôi? Anh giận là được rồi, anh còn nói anh. Tôi giận cái gì mà giận? Dừng tay lại, vào đi. Ơ kìa, sao ông cũng bị bắt vào đây rồi? Tiểu tử, chúng ta là người cùng một đường. Quá ra hai người cũng biết nhau sao? Trùng hợp quá. Ông ấy với tôi cùng một chỗ, thêm cả anh nữa, ba chúng ta đều là cái gì mà nhân viên ngầm của cộng sản đảng, cùng làm loạn cả ngày trời. Người Nhật lại tìm thấy hàng của hai người hãm hại tôi sao? Hai người có biết gia nhập cộng sản đảng sẽ có hậu quả gì không? Sẽ bị chém đầu đấy. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng rơi đầu chưa? Lũ Nhật Bản cho ông lợi ích gì? Ông nhìn tôi làm gì? Tiểu tử, nếu cậu là người chân chính thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Đến Dương gia cậu còn dám nhốt tôi lại? Gan cậu cũng to đấy. Tôi chẳng phải để ông phòng bị với số thuốc đó sao? Tôi không phòng bị kịp. Sao đây? Hơn nữa, tôi có phòng bị thuốc hay không thì có liên quan gì đến cậu? Cha cậu bây giờ đang ở nhà bàn bạc hôn lễ cho cậu. Còn cậu sắp trở thành con rể tôi rồi. Sao tôi lại không biết? Cậu hay người Nhật có lợi với tôi được. Ông không chỉ là muốn có ích mà còn muốn làm sao để phục thù tôi. Thật đúng là lời nói tốt đẹp khó mà khuyên người chết. Cái gì? Cậu nói cái gì? Không có gì. Ông giúp người Nhật hãm hại tôi, vậy chắc chắn sau này ông phải lo khối lớn rồi. Tất nhiên. Cậu đừng có nói linh tinh. Tôi nói cho cậu biết, tôi không giúp người Nhật Bản hãm hại cậu. Cậu, tôi, cậu ta, ba chúng ta đều là nhân viên ngầm của cộng sản đảng. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông Sakayu. Nhưng mà tôi càng lo hai người mà anh tìm, sợ không kiên trì được lâu, sớm muộn sẽ nói sự thật. Còn Hà Đông Minh, sớm muộn cũng được thả ra ngoài. Không đơn giản vậy đâu. Ông Sakazu, tôi đã mua chuộc người điều tra ở đồn cảnh sát rồi. Để anh ta, bất kể có như nào, đều phải ép Hà Đông Minh nhận tội. Anh Khu Toitori làm việc quả nhiên cẩn thận. Vậy tiếp theo thì sao? Chỉ cần Hà Đông Minh nhận tội, chính phủ Trung Quốc sẽ niêm phong Quặng Than mãi mãi. Ban chủ trương Thủ Thiên Tân và ông Yoihara sẽ giúp tôi chạm trán với quan lớn của chính phủ Trung Quốc. Những người này đã tuân theo chúng ta, có họ bí mật giúp đỡ, Quặng Than này chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Chẳng phải ông bảo tôi phải trốn xa ra sao? Dạ. Tôi cứ nghĩ người đùa với tôi cơ. Cũng được. Tôi bọn tôi đến nhà kho của ông đi. Đi nhanh. Nhanh lên. 10, 10. Dì Hổ ở lại đây. Hai cậu đi theo tôi. Để ý cẩn thận. Cẩn thận. Đây chẳng phải quán thuốc phiện sao? Thuốc phiện đâu? Các vị hảo hán có điều không biết, hôm qua vừa mới chuyển đi rồi. Chuyển đi đâu rồi? Tôi cũng không biết. Họ không nói cho tôi, chỉ bảo hai ngày này thu xếp cửa hàng, tạm dừng kinh doanh. Đại ca, làm sao đi?
Bọn họ có nói khi nào chuyển về không? Không nói. Đại ca, người phía trước phát hiện ra chúng ta rồi, có đánh không? Đại ca, bọn giặc ở đây với bọn giặc giúp ta gặp trong núi khác nhau, không giết được đâu. Ông nghe kỹ cho tôi, nếu bọn họ chuyển hàng về, ông phải treo một biển hiệu trước cửa, phía trên viết ở đây có hàng. Nếu ông không nghe, cẩn thận cái mạng của ông đó. Không đâu, không đâu, tôi nhất định sẽ làm theo. Trung thực trả lời, đó là bọn giặc đang hãm hại tôi. Hà Đông Minh, tôi nói cậu biết, ở bên ngoài cậu là nhị thiếu gia của nhà họ Hà, nhưng ở đây cậu chính là phạm nhân. Nếu không trung thực, ông đây cho cậu nếm thử nỗi đau đớn về thể xác. Ông bớt dọa tôi lại đi. Ông có còn là người Trung Quốc không? Nếu ông là người Trung Quốc thì hãy mau điều tra cho rõ chân tướng của việc này cho tôi. Đừng giúp người Nhật để hãm hại tôi. Tôi chỉ hỏi cậu, có phải là phần tử cộng sản đảng hay không? Tôi không phải. Vẫn còn cứng miệng sao? Hai người đó đều khai rồi. Hai người đó cùng một nhóm với bọn giặc, chính là để kéo tôi xuống nước. Cậu vẫn còn ngụy biện được? Đây không phải là ngụy biện, đây là sự thật. Được, vậy tôi cũng nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không thành thật trả lời hành vi phạm tội của mình, tôi đảm bảo cậu sẽ không sống nổi mà ra khỏi đây đâu. Tôi không tin một cảnh sát cỏn con có thể làm được gì tôi. Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Ông Hà, tôi muốn giúp ông, nhưng nhị thiếu gia vừa buôn bán ma túy vừa câu kết với cộng sản đảng, e là tôi cũng lực bất tòng tâm. Cục trưởng Bả, cái này là một chút tấm lòng của chúng tôi, mong ông chiếu cố cho em trai tôi. Cái này tuyệt đối không được. Không không, anh kiểm tra xem. Không không, kiểm tra xem. Đây, hai người yên tâm, chỉ cần một câu nói của tôi, đảm bảo vị thiếu gia bình an vô sự. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Cục trưởng Mã, tôi vẫn còn một thỉnh cầu. Ông cứ nói, tôi muốn gặp quản gia nhà tôi Dinh Đại Phúc, được không? Được chứ. Một lát nữa tôi sẽ sắp xếp người dẫn ông qua đó. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cho cậu cứng miệng đây. Tôi cho cậu cứng miệng đây. Cho cậu cứng miệng đây. Còn cứng miệng nữa không? Tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu. Tôi cho cậu, tôi cho cậu dừng tay. Cục trưởng, vị thiếu gia, vị thiếu gia. Cục trưởng, cái nhóc này chính là cục đá ở hú xí, vừa thối vừa cứng, cho dù thế nào cũng không nhận tội. Người đâu, lập tức thả trói và đưa cậu ta đến phòng điều trị cho tôi. Rõ. Vị thiếu gia sắp chết rồi, cậu cũng không sống nổi đâu. Đứng lại, quay lại đi. Ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Chẳng phải các người đều biết hết rồi sao? Tôi hỏi ông, tại sao ông lại giúp người Nhật hãm hại Đông Minh? Tôi không hãm hại cậu ấy. Nhà họ Hà chúng tôi đối xử với ông thế nào? Trong lòng ông không hiểu rõ sao? Ông vào nhà họ Hà chúng tôi đã mấy chục năm rồi. Tôi thấy ông thật thà, có năng lực, nên tôi cho ông làm người quản lý.
Tôi để cho ông quản lý một cái nhà lớn như này, còn ông thì sao? Đồng minh coi ông như cha chú, ông cũng yêu quý nó như con mình. Tôi còn muốn để ông ở đây tận hưởng tuổi già. Nếu ông không làm được nữa, tôi sẽ để con trai ông làm thay thế ông. Chỉ cần nhà họ Hà chúng tôi có cơm ăn thì ông cũng có canh uống. Lão gia, đừng nói nữa. Do ma xui quỷ khiến, tôi mới làm cho người Nhật, bọn họ biết tôi trung thành tận tụy với lão gia, nên đã dùng thuốc phiện mê hoặc tôi. Tôi nghiện thuốc phiện rồi, tiền trong nhà cũng bị tôi tiêu gần hết rồi. Tôi cũng không dám nói với lão gia, không dám nói với nhị thiếu gia. Tôi đáng chết, tôi đáng chết mà. Nhưng tôi không biết người Nhật muốn hãm hại nhị thiếu gia. Bọn họ chỉ cần tôi cầm túi thuốc phiện lên phố bán cho một người khác, nói chuyện còn lại thì không cần quan tâm nữa. Điều kiện là sau này sẽ cho tôi một cổ phần ở Quảng Thang. Vậy tôi hỏi ông, bỏ ông đứng ra làm chứng cho đồng minh, ông có đồng ý không? Tôi đồng ý. Từ khi nhị thiếu gia bị bắt, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy, là tôi đã hại cậu ấy, là tôi hại Quặng Mỏ bị niêm phong. Chỉ cần có thể chứng minh vị thiếu gia trong sạch, làm gì tôi cũng làm. Nói với mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi tại chỗ, rõ. Ai đó? Anh đi đi, đi đi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không mau chóng điều trị, cái chân này của anh sẽ bị tàn phế đấy, đội trưởng Thẩm. Cô trối tôi thế này, tôi làm sao mà ăn được? Tôi đút cho anh ăn. Đội trưởng Thẩm, uống chút nước đi. Đội trưởng Thẩm, đội trưởng Thẩm, uống chút nước đi. Cảm ơn. Nghĩ gì vậy? Nhớ lại những chuyện đã qua. Đúng rồi, thời gian trước có một tin tức rất quan trọng, các anh đã nghe chưa? Kia, mổ thang Toshihiro, nghe nói là bị niêm phong rồi. Nói là góp vốn của nhà họ, lợi dụng Quảng Thang làm việc trắng, câu kết cộng sản đảng buôn bán ma túy, còn cất giữ rất nhiều thuốc phiện, còn có một điện đài. Câu kết cộng sản đảng, buôn bán ma túy. Đúng vậy, còn nói người gấp vốn Quảng Thang Toshihiro có phải tên là Hà Đông Minh không? Tôi hỏi ông, có phải ông thông đồng với một người tên Kotori không? Ông thừa nhận mình là phần tử ngầm của cộng sản đảng, sau đó anh ta cho ông một lợi ích nhất định. Sao cậu biết? Bởi vì anh ta bảo tôi tiếp đãi ông chu đáo. Kotori, tôi với cậu không đội trời chung. Có điều Hà Tự Xương chỉ quen biết phái Diên Trần thôi.
Chỉ cần chúng ta động tay động chân một chút, Phái Diên Trần sẽ không còn là Phái Diên Trần nữa. Huống chi hiện giờ anh ta đang ở Nam Kinh, tình thế ở phương Bắc phức tạp như vậy, ông nghĩ anh ta có quay trở lại không? Ừ, cái gì cậu cũng biết thế. Vậy cậu đừng làm khó tôi nữa, tôi chỉ là một chức quan nhỏ. Ông bắt ba người đó tôi không cần biết, còn về Hà Đông Minh, ông nhốt anh ta vào nhà lao đồi cỏ cho tôi. Ở đó chính là trốn về cuối cùng của anh ta. Nhà lao đồi cỏ, đó là nơi thuộc quân đội quản lý mà. Nhốt vào đó đều là trọng phạm. Sau này Quảng Thang tất cả đều nhờ vào anh Khu Trôi Tô Ri rồi. Hy vọng Quảng Thang có thể trở lại làm việc sớm. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của mấy anh em chúng tôi. Các ông yên tâm đi, cảnh sát dám niêm phong Quảng Thang của các ông, nhưng không dám niêm phong Quảng Thang của chúng tôi đâu. Bây giờ các ông chủ động giao ra toàn bộ quyền sở hữu, cũng nói lên các ông là người có hiểu biết. Tôi sẽ không bạc đãi các ông đâu. Lão gia, đại thiếu gia, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Bọn tôi đến cục cảnh sát để đón vị thiếu gia, không ngờ bọn họ đột nhiên lại trở mặt, nói vị thiếu gia buôn bán ma túy, câu kết với cộng sản đảng là sự thật, bị nhốt vào nhà lao đồi cỏ rồi. Nhà lao đồi cỏ? Nhưng tôi còn nghe được đêm hôm qua quản gia Vinh ở trong nhà lao đột nhiên xảy ra tiếng động, nói là nghiện thuốc quá không chịu được nên đã đập đầu vào tường chết rồi. Còn có ông Dương và một người nữa vì câu kết cộng sản đảng nên đã bị tử hình rồi. Chết rồi, chết rồi. Tất cả nhân chứng bị cậu ta diệt khẩu rồi. Đồng Minh không còn cơ hội lật lại vụ án rồi. Tên họ Mã kia, cậu ác độc lắm. Cha, người đừng vội, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển được. Tiểu tứ, đưa lão gia vào nghỉ ngơi. Dừng, A Phát, đến cục cảnh sát cùng tôi. Dừng. Lạ thật, bình thường đều là bánh ngô dưa muối, sao hôm nay lại trọng lượng thế này? Nào là thịt, nào là gà, còn có rượu nữa. Ông xem, đây là nhục đầu khấu. Nhục đầu khấu? Lão già chết tiệt, ông hại chết tôi rồi. Là Khu Trôi Tô Ri hại chúng ta. Tôi không cần biết Khu Trôi Tô Ri gì hết. Nếu không phải ông đồng ý hợp tác với bọn họ, nghĩ đến Dương gia chết thì gì chứ? Cho chúng ta làm phần tử gì đó của cộng sản đảng thì hôm nay chúng ta có thể chết được sao? Chẳng lẽ cậu không muốn có 100 đồng đại dương? Ông đồng ý, tôi cũng đồng ý, nhưng chẳng phải ông đồng ý trước sao? Nếu ông không đồng ý với họ, bọn họ có thể ép tôi đồng ý sao? Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Dị gia, anh chính là ông nội của tôi. Hứa lão Khảm tôi hôm nay có thể gặp Khảm Nhi rồi. Anh chỉ cần cứu tôi ra khỏi đây. Sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi làm con trai anh, kính trọng anh. Cứu anh thế nào đây? Chẳng phải anh có quyền thế sao? Anh bảo mọi người gây áp lực cho cục cảnh sát để bọn họ phúc thẩm lại. Tôi đảm bảo sẽ làm chứng cho anh, trả lại trong sạch cho anh. Vì vậy chúng ta đều không sao hết. Có cứu thì cũng phải cứu tôi. Tôi là nhạc phụ của ta, con rể. Nếu con có thể cứu ta ra, ta sẽ đưa con gái sang nhà con lập tức thành hôn. Còn nữa, ta đảm bảo chứng minh cho con không phải cộng sản đảng. Lão già không biết xấu hổ này, giờ lúc nào rồi ông còn dám cướp người thân của tôi? Đây là con rể tôi, chắc chắn thân hơn cậu rồi. Đây là cha tôi thân hơn ông. Anh đang làm tôi giảm thọ à? Tôi làm gì có đứa con trai nào già như này? Hai người
Sớm biết có ngày hôm nay sao mà vẫn làm. Ông xem, ông xem, Dĩ Gia cười rồi. Chứng minh Dĩ Gia, anh ta cứu tôi. Không cứu được, không giết hai người, tội danh của tôi sẽ không được xác thực. Bọn giặc đã bày mưu tính kế từ lâu rồi, giờ hai người hối hận muộn rồi. Tình hình Dĩ Gia thế nào rồi? Tạm thời không sao. Nghe nói chuyển đến nhà lao đồi cỏ rồi. Xem tình hình thế nào rồi nói sau đi. Dĩ Gia cũng lạ thật, rõ ràng là bị hãm hại. Vậy anh ta còn đợi cái gì nữa chứ? Đúng đấy, đến giờ phút quan trọng này mà còn đợi. Đừng nóng vội, tôi nghĩ Dĩ Gia anh ta có cách của mình. Chúng ta đợi tin tức là được rồi. Con người tôi đó, hai người đều biết mà. Tôi vẫn còn có chút bản lĩnh. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi có vài người bạn trong gia khổ. Tôi muốn rời khỏi đây cũng dễ thôi. Nhưng tôi không thể ra ngoài. Một khi tôi đi thì sẽ không trở sạch tội được. Tôi phải ở lại, nghe hai người nói ra sự thật. Hai chúng tôi chết rồi. Đối thật được cái câu khỉ. Đối vậy hai người đều quyết định không hợp tác với lũ giặc rồi. Hợp tác? Giờ tôi hận không thể bắt được cái tên Khu Trôi Thu Ri rồi xé xác hắn ra. Ta không đội trừ chung với cậu ta. Được. Hai cảnh sát ban nãy mang cơm cho hai người, chính là bạn tôi lẻn vào. Dĩ Gia, anh đúng là mánh khóe thấu trời mà. Đúng rồi, hỏi anh một chuyện. Ngày đó anh đâm vào xe tôi là muốn lừa tôi phải không? Đúng vậy. Nhưng vẫn không lừa được anh còn gì. Nhưng tôi vẫn thấy những mảnh sứ đó hình như đều là thật à. Anh là một người đào ngũ, anh từ đâu đến mà làm nhiều thứ như vậy? Nói thật ra không sợ anh cười nhạo, trước đây tôi là cấp dưới của Tôn Điện Anh. Tôi làm cùng anh ta 7 năm. 7 năm này không gì khác ngoài đào mộ. Lai lịch của anh tôi biết rồi. Tôi nói cho anh biết, tới lúc anh mà nuốt lời, tôi sẽ bảo người của kiểm soát quân dân đến bắt anh. Không được, không được. Chỉ cần đồng ý cứu tôi ra, làm gì tôi cũng sẽ làm thay anh. Đêm nay sẽ có người ở pháp trường thả hai người đi. Nhưng hai người nhớ, cục cảnh sát kết hợp với người Nhật Bản để hãm hại tôi. Món nợ này sớm muộn tôi sẽ tính sổ với bọn họ. Đến lúc đó hai người phải đứng ra làm chứng cho tôi. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hà Đông Minh, Hà Đông Minh, chuyển nhà lao đi. Đại ca, sao rồi? Xác định được rồi. Đám giặc đó đang ở Quảng Thanh. Lô hàng đó chắc chắn đang cất giấu ở bên trong. Có bao nhiêu người? 10 mấy người. Được rồi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Một tên cũng không được giữ lại. Chuyển hết đồ đi. Sau khi làm xong, đi đường phía bắc. Về trại. Đi. Về trại. Đứt xuống. Ra đây. Ra đây. Đại ca, giọng nói này nghe quen lắm. Là anh ta. Đại đội trưởng Thẩm, anh Uông. Hạ xuống, xuống đi. Hạ xuống. Các anh em, chúng ta cũng hạ xuống đi. Sao các anh lại ở đây? Đúng lúc đi qua. Sao anh cũng ở đây? Đáng lẽ ra phải ở sơn trại chứ. Nói ra thì dài dòng lắm. Hơn nữa ở đây cũng không phải nơi để nói chuyện. Thế này đi, nếu mọi người không vội đi thì đến nơi đóng quân của tôi ngồi một lát. Đi thôi. Mời đi bên này. Đây chính là nơi đóng quân của tôi. Tiểu Lý Tử, rót cho chúng tôi cốc nước. Có ngay. Nào ngồi đi. Đại đội trưởng Thẩm, anh vội vàng quay về như vậy, quá ra chính là đãi ngộ này sao? Còn tệ hơn sư trại chúng ta sao?
Đúng đấy, quân dân lấy phục tùng mệnh lệnh làm trách nhiệm cao cả. Nói gì vậy chứ? Ngồi đi. Được, theo lý mà nói, anh không màng sống chết đốt hết số thuốc phiện đó, chắc là lập được công lớn rồi. Nhìn lúc nãy anh vội vàng quay về, còn tưởng đang đợi thăng chức phát tài chứ. Không phải chứ. Có phải vì cấp trên của các anh không tin anh không? Tôi thấy hay là như này. Nhìn vào tình bạn mà chúng ta đã cùng nhau đánh lại bọn giặc, tôi giúp anh thêm một lần nữa. Ngày mai anh đưa anh em chúng tôi đến quân bộ của anh, nói cho rõ ràng ngọn nguồn của sự việc, cho cấp trên biết. Anh U, anh không hiểu chỗ chúng tôi đâu. Chỗ tôi không phải là sơn trại của anh. Chỗ anh tất nhiên không phải là chỗ tôi rồi. Anh lập việc công đầy, nếu là sơn trại chúng tôi, ít nhất tôi sẽ để anh ngồi trên ghế thứ hai. Nếu các anh em đồng ý, tôi sẽ nhường chỗ ngồi của tôi cho anh. Sao nào, vì cùng chúng tôi không? Anh Uông, anh lại thế nữa rồi. Tôi chắc chắn sẽ không quay về sơn trại cùng anh. Ý tốt của anh tôi xin nhận. Anh xem, trời cũng sắp tối rồi. Hay thế này đi, anh cùng các anh em ở lại nơi đóng quân của tôi một đêm. Sáng ngày mai tôi tiễn các anh ra khỏi thành. Mặc dù bây giờ không đánh trận nữa, nhưng ban ngày đi đường vẫn phải cẩn thận. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tối hôm nay anh em chúng tôi còn phải làm một cuộc giao dịch. Xin cáo từ. Anh Uông đợi chút. Thật ra hôm nay tôi nhìn thấy các anh, cũng đoán ra được phần nào rồi.